You're standing in the field. You can make your dreams come true. Here we go now. You are changing the world. We get lost, fight for our destiny. Take our dreamy mission. We need all. We met fire and have we new. Titan lui về. Lần này tôi phải khen ngợi thủ khoai lang Titan. Biết tốc độ của mình kém liền giữ một khoảng cách với đối phương, không cho Guadelio cơ hội chút thẳng vào khung thành. Bị Titan bám lấy, vai và đồng đội đã quay về kìa. Guadelio sút bóng. Cú sút của những tiếng đàn. Sở đầu bước lên vài bước, cố gắng bắt được bóng trước khi nó chạm đất. Được rồi, sau đầu không chỉ chạm được cú sút mà còn bắt dính bóng. Bắt tốt lắm. Bắt tốt lắm đấy. Không ngờ họ hiểu rõ cú sút của những tiếng đàn nhanh đến vậy. So với hiệp 1, đội chất trần như lột xác. Cuối cùng trận đấu này cũng chính thức diễn ra. Bé Sweep tách hẳn ra. Ôi, không thoát được. Titan xoạc báo. Mai, lên nào. Dynamo hỗ trợ Mai tấn công. Chân chân cố lên. Tôi muốn nước có ga. Ngay cả nó cũng ức hiếp mình. Nuốt tiền rồi không chịu thả nước có ga. Trả tiền đây. Xấu hổ quá, quá nôn nóng nên bị trượt. Sao, có ổn chứ? Không sao, hiệp thứ hai chúng ta chưa bị thủng lưới. Đừng quá. Tôi muốn nước có ga. Phải đập nát nó ra mới được. Chú Cái Lan. Tỷ số vẫn là 5-0. Bước vào hiệp thi đấu thứ hai, đội chất trần như hoàn toàn lột xác. Thi đấu ngang ngửa với đội Samba. Đến tỷ số hiệp 2 là 0-0. Hẳn là đội chất trần đã thi đấu rất phấn khích. Samba cố lên. Chất trần cố lên. Khán giả thay đổi thái độ rồi. Đúng, chúng ta tiếp tục cố gắng. Chân chân cố lên, chân chân cố lên. Không biết ai sắp vào sau dùng cách gì để cổ vũ đồng đội mà hiệp 2 chơi hay thế. Không ổn rồi, thể lực của Sweep không đủ để đá hết trận. Cố hết điện, cố lên Sweep.
Hình như sweep của chân trần không chạy được nữa. Xem xong tư liệu mới biết hóa ra sweep chỉ là sản phẩm GGO thế hệ 5. Cậu ấy có thể chịu nổi một trận đấu căng thẳng thế này cho đến tận bây giờ thì đã vượt qua chỉ tiêu rồi. Vậy là đội chân trần sẽ thiếu một người. Xin lỗi, sweep đã cố hết sức, không trụ nổi nữa rồi. Cát, cậu và sweep thể hiện tốt lắm. Titan, dùng tuyển kỹ của mình đi, chứng minh cho cả thế giới thấy cậu cũng có khả năng cản được một tiền đạo ngôi sao thế giới. Còn một phút nữa, sao? Tớ thử dùng chiêu đó. Tớ cũng như vậy. Kỹ năng mới à? Tớ hiểu rồi. Mai và Titan đang xông lên. Còn có cả thủ thành Shadow. Hình như họ định phản công lần cuối. Bốn chúng ta bổ sung vị trí của Sweep có thể sẽ làm được. Đoàn kết là điểm đặc biệt giúp chân trần mạnh hơn. Không thể ngờ thời điểm cao trào của trận đấu lại xuất hiện ở phút cuối cùng. Shadow lao nhanh vào khu vực 16m50. Hình như pha bóng này có gì đó rất lạ. Shadow sút bóng. Thấm trị giá cứu chuộc. Đẩy được rồi. Bóng lướt qua cầu môn. Có bóng người lao về phía bóng. Đó là sweep của chân trần. Hạng hồ cũng đứng dậy đuổi theo. Dùng cả người soạn bóng. Sweep đã va chạm với Marco. Trọng tài có quyền thổi phạt. Sweep chạm vào bóng trước rồi mới chạm vào Marco. Làm sao thổi được? Trọng tài đã công nhận bàn thắng và thổi còi chấm dứt trận đấu. Đội Samba đã thắng với tỷ số 5-1. Có điều, nếu chỉ nhìn hiệp 2 thì đội chân trần thắng với tỷ số 1-0. Xem xét kỹ, ở hiệp 2 thì chân trần hoàn toàn đủ trình độ đá với Samba. Không ngờ chúng ta thua mà vẫn vui đến vậy. Quá tuyệt vời. Sweep tuyệt lắm. Tôi không đủ năng lượng mà vẫn ghi bàn. Trận đấu hôm nay đủ để chúng ta mở mang tầm mắt, chứng minh đội chất trần có thể đấu ngang ngửa với đội đẳng cấp thế giới. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại và thắng được họ. Hả? Sweep! Adam, chúng tôi tới ngay. Có chuyện gì vậy? Adam nói chú Lan vào viện. Cái gì? Sweep lao thẳng về phía bóng, dùng cả người soát bóng kia. Người bệnh có hiện tượng xuất huyết nặng, cần tiếp 200cc máu. Cậu Shaw, chú Glan, tóc chú lại bạc thêm rồi. Năm nay chú bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. Từ khi cháu có ý thức, năm nào chú cũng 25 tuổi. Nếu một ngày tôi không còn ở bên chăm sóc cậu, cậu phải tìm một quản gia 25 tuổi thực sự. Chú Glan, chú chăm cháu từ nhỏ tới lớn. Thật ra cháu muốn chú trở thành một người thân trong nhà, là người bạn tốt nhất của cháu. Thiên hạ chẳng có cái duyên nào kéo dài, mỗi thứ đều có thời điểm của nó. Cậu xem, chẳng ai đi ngược về phía trước được cả. Chúng ta có thể quay đầu để đi. Xe thì có thể đi lùi, nhưng người thì không. Xin hỏi, chú Glan thế nào rồi ạ? Hiện tại bệnh nhân đang rất nguy kịch, bác sĩ đang cấp cứu. Cậu Shaw, cẩn thận, đừng chạy nhanh quá. Chú Glan, chú không đuổi kịp cháu.
Ôi, cậu sao? Cậu sao, không sao chứ? Cháu không sao. Cậu làm tôi sợ quá. Chú Lan, chú thấy cháu diễn thế nào? Nghe người xem vỗ tay nhiệt liệt là đủ biết rồi. Chú không khen trực tiếp, chứng tỏ lần này có vấn đề. Sao đừng quá lo lắng, chú Lan sẽ không sao đâu. Tớ lo chú ấy cao tuổi không qua được. Swift. Bác sĩ, chú ấy sao rồi ạ? Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng hiện tại vẫn đang rất mệt, cần phải nghỉ ngơi. Cát, em sao vậy? Swift, cậu ấy... Swift làm sao? Swift tốn quá nhiều năng lượng. Chip xử lý và bộ chứa đựng LCD đã bị quá tải, nên bị đoạn mạch, tương đương với não và trái tim bị chết. Hóa ra là vậy. Cát, anh có cách. Thật ạ? Anh Adam, anh có thể cứu được Swift ạ? Yên tâm, chúng ta về tổng liên đoàn thử giúp Swift nào. Chỉ tiến sĩ Coleman mới có mật mã căn phòng này. Ngay cả tiến sĩ Stan cũng không thể mở được cửa. Em cũng muốn đi cùng. Cát, chip là sản phẩm thế hệ 5. Hiện tại, anh đã thay thế chip xử lý phiên bản 6.2 và bộ chứa LCD. Bộ chứa LCD giống như não người vậy, ghi lại toàn bộ ký ức của Swift. Làm thế này chẳng khác gì thay não của Swift. Cát, em phải chuẩn bị tâm lý là Swift sẽ bị mất trí nhớ. Nghĩa là Swift sẽ không nhận ra em. Suy nghĩ theo hướng tích cực thì việc này tương đương với việc giải phẫu cho Swift một sinh mạng mới. Em dành cho cậu ấy nhiều tình cảm như thế, cậu ấy sẽ cảm nhận được. Hơn nữa, đây là cách duy nhất em phải kiên cường đối mặt. Swift, xem này, tớ cũng có cầu thủ GGO. Cậu ấy là thành viên mới của Chân Trần. Swift. Người bán nói với tớ, Swift là một cá nhân xuất sắc. Anh Adam nói đúng. Xin anh hãy dốc hết sức để cứu Swift. Đội Chân Trần của chúng em không thể giải tán được. Thật ra, tôi vốn kính nể tiến sĩ Coleman. Ông ấy dạy tôi khoa học kỹ thuật chế tạo, dẫn dắt tôi vào con đường cải tiến cầu thủ GGO. Anh Adam, em đi vệ sinh đây. Tiện đường về, em sẽ lấy nước cho mọi người cùng uống. Ra cửa rẽ phải tới nhà vệ sinh, máy lọc nước ở trên đường. Vâng ạ. Mong muốn lớn nhất của tiến sĩ Coleman là mọi người cùng nhau chơi GGO, quy tụ mọi người, kéo gần khoảng cách giữa từng người. Tiến sĩ Coleman đi đâu rồi? Từ sau khi tới Đức, Isaac vẫn luôn tìm bố. Thật ra, tôi cũng không biết chỗ ở của tiến sĩ Coleman. Tôi chỉ biết sau hôm cãi nhau với tiến sĩ Stania, ngày ấy biến mất. Mật mã của bố, nó là gì nhỉ? Cuộc gọi của bạn tạm thời không thể kết nối. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Bố, sao con gọi điện cho bố lại nghe giọng nữ, lại còn để lại lời nhắn ạ? Con dùng điện thoại của bố gọi cho bố, tất nhiên là không thể kết nối. Cái đó gọi là hộp thư thoại. Để khi con không gọi được cho bố, có thể lưu lại câu nói của con. Sau khi bố nhận được, bố sẽ báo lại cho con. Có nghĩa là có thể lưu được âm thanh của con. Đúng, nhưng phải có mật mã mới mở được. Mật mã của bố là gì? Sinh nhật của con đấy. Dãy số lần lượt, đúng thứ tự rồi ngược lại. Dãy số sinh nhật. Mở được rồi. Tôi là Adam. Adam, muộn rồi, cậu còn ở lại đây làm gì?
Tiến sĩ, vừa rồi trong trận thi đấu, cầu thủ của Chân Trần bị chấn thương. Tôi đang sửa chữa giúp ạ. À, vậy thì tôi không quấy rầy nữa. Cậu cố gắng giúp họ đi. Vâng. Gigio đã vượt qua khái niệm của khoa học kỹ thuật thời đại này. Ban đầu do tiến sĩ Gigio đề xuất, bố phụ trách kỹ thuật điện tử, tiến sĩ cơ thể học Stania nghiên cứu về cơ thể. Ba người hợp tác với nhau, cuối cùng tạo ra người máy Gigio. Tiến sĩ Gigio, tiến sĩ Stania, bố và tiến sĩ Stania khác nhau rất nhiều. Bên cạnh ông ta xuất hiện một đám nhân viên khoa học giống như người máy. Ban đầu, bọn họ chế tạo ra Gigio là để cống hiến cho nhân loại. Bố và tiến sĩ Gigio vẫn suy nghĩ xem thành công của Gigio là để phát triển nhân loại hay là thụt lùi. Vì những lời ngụy biện của tiến sĩ Stania, bố và tiến sĩ Gigio bắt đầu nghiên cứu phương pháp ứng phó. Đúng lúc đó, tiến sĩ Gigio biến mất một cách bí ẩn. Bố bắt đầu lo lắng. Sự phát minh tiên tiến về trí tuệ con người rơi vào tay kẻ có dã tâm như Stan thì có thể sẽ biến thành một lực lượng quân sự đáng sợ, ảnh hưởng tới toàn thế giới. Chỉ có Mai mới khắc chế được y. Chỉ Mai mới có thể khắc chế được. Bộ xử lý lõi và bộ chứa LCD của Mai là độc nhất vô nhị. Hiện tại không ai có thể làm ra cái thứ hai. Chỉ cần vận dụng tốt tính chất đặc biệt của Mai, tiến vào trận chung kết thế giới, kích thích tiềm năng tạo ra sự thay đổi. Như vậy có thể phá vỡ được âm mưu của tiến sĩ Stan cứu vớt thế giới. Isaac, đây là bí mật giữa hai chúng ta. Hóa ra Mai có một sứ mệnh lớn như vậy. Bố, con hứa với bố sẽ đưa Mai tới trận chung kết World Cup. Con sẽ không làm bố thất vọng đâu. Sao Isaac ra ngoài lâu vậy nhỉ? Đúng, cậu ấy ra ngoài bao lâu rồi? Khoảng 20 phút. Hai chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy. Hãy về giờ đây.